Vũ Cẩm Nhung tụ họp cùng Giáng My, Thanh Mai. Siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung tụ họp cùng Hoa hậu Giáng My, MC Thanh Mai, diễn viên Trương Minh Cường ở một nhà hàng chay tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Cẩm Nhung gây chú ý khi xuất hiện bên Hoa hậu đền hùng Giáng My hôm 12 tháng 8. Giáng My cho biết tháng 7 âm lịch là mùa lễ Vu Lan, cô cùng một số bạn bè nghệ sĩ và doanh nhân rủ nhau đi ăn chay, trò chuyện về cuộc sống, công việc. MC Thanh Mai là bạn thân của Giáng My. Cả hai thường xuyên gặp gỡ, đi du lịch chung. Từ khi giải nghệ chuyển sang làm kinh doanh, Vũ Cẩm Nhung vắng bóng, hiếm khi xuất hiện trong các hoạt động của làng giải trí. Vũ Cẩm Nhung năm nay 48 tuổi. Được nhận xét còn rất trẻ trung, nhan sắc không thay đổi nhiều so với thuở đôi mươi. Chúng tôi đã quen biết, làm bạn mấy chục năm rồi. Giờ ít gặp vì mỗi người một công việc nhưng tất cả vẫn luôn yêu thương, trân quý nhau. Tôi hạnh phúc vì có những người bạn đồng điệu về tâm hồn, tính cách, Giáng My nói. Diễn viên Trương Minh Cường, ngoài cùng bên trái, hiện về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Anh vui vì có dịp gặp Vũ Cẩm Nhung và các đàn chị Thanh Mai, Giáng My. Suốt nhiều năm, Vũ Cẩm Nhung trung thành với kiểu tóc ngắn đơn giản. Cựu siêu mẫu hiện tham gia điều hành một tập đoàn mỹ phẩm. Dù đã là bà mẹ hai con và không còn đi diễn thời trang, Vũ Cẩm Nhung vẫn giữ được vóc dáng thon thả như thời còn làm người mẫu. Chân dài 7X cho biết do bận rộn với việc kinh doanh và chăm sóc gia đình nhỏ, cô chỉ thỉnh thoảng góp mặt ở vài sự kiện do bạn bè thân thiết tổ chức. Vũ Cẩm Nhung sinh năm 1976, là siêu mẫu đầu tiên ở Hà Nội khi đoạt danh hiệu siêu mẫu châu Á tại một cuộc thi quốc tế ở đảo Guam, Mỹ, vào năm 1994. Sau đó, cô trở thành gương mặt đắt sâu chụp hình trang bìa cho các tạp chí và diễn các quát. Khi ở đỉnh cao sự nghiệp, cô quyết định gác lại tất cả để học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội và theo đuổi con đường trở thành doanh nhân. Vũ Cẩm Nhung hiện có cuộc sống êm đềm bên chồng đại gia và hai con, một trai, một gái. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.